Hội chứng chuyển hóa là gì? Năm 1998, Tổ chức Y tế Thế giới người ta đưa ra cái tiêu chuẩn để chẩn đoán hội chứng chuyển hóa. Nếu như mà các anh chị mắc từ 3 trong 5 cái yếu tố mà bác sĩ Thư chia sẻ đây thì các anh chị sẽ nằm trong cái hội chứng chuyển hóa. Cái yếu tố đầu tiên đó là chu vi vòng eo lớn. Chu vi vòng eo lớn ở đây đó là lớn hơn 80cm đối với nữ và lớn hơn 90cm đối với nam. Hai cái yếu tố tiếp theo đó là nằm trên cái xét nghiệm tổng quát của tất cả cô chú anh chị trong cái bi lăng về xét nghiệm mỡ máu á. Nếu như các anh chị có cái tăng triglyceride và cái xét nghiệm tiếp theo đó là HDL cholesterol mà chúng ta bị giảm, thì ở trên cái xét nghiệm nó để là HDL á, có nghĩa là cholesterol là tỷ trọng cao á, là cái loại cholesterol tốt mà nó bị giảm, thì thêm hai cái yếu tố đó nữa nằm trên cái xét nghiệm máu. Cái yếu tố thứ tư đó chính là huyết áp mà lớn hơn hoặc bằng 130/85 mmHg. Cái yếu tố cuối cùng đó là chúng ta bị tăng đường huyết khi đói, có nghĩa là lớn hơn 100mg/trăm hoặc là lớn hơn hoặc bằng 5.6 mmol/lít. Thì nếu như mà chúng ta xét thấy rằng chúng ta mắc nhiều hơn 3 trong 5 cái yếu tố trên thì chúng ta mắc vô hội chứng chuyển hóa. Và các anh chị lưu ý là trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa đó thì cái xét nghiệm về đường huyết nó chỉ cần lớn hơn 100 thôi. Cái xét nghiệm mà lớn hơn 100 đó chưa phải là tiêu chuẩn để chẩn đoán tiểu đường nha. Lớn hơn 126mg/trăm thì lúc đó mới là tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu đường. Nhưng mà nếu mà chúng ta dao động từ 100 cho tới 126 là chúng ta đã mắc vô cái hội chứng chuyển hóa rồi. Khi người ta xác định được cái hội chứng chuyển hóa, nó là một cái yếu tố để giúp cho chúng ta chủ động hơn trong cái câu chuyện phòng tránh bệnh lý của mình. Hoặc là nếu mà chúng ta đang bệnh thì chúng ta mắc vô hội chứng chuyển hóa thì chúng ta điều chỉnh để chúng ta không bị những cái biến chứng của những cái bệnh này.